Dương Quân Lân và Vương Gia Lương, hai vị đại kình tướng uy danh chấn động kỳ đàn Trung Quốc, được khen ngợi gọi là Nam Dương Bắc Vương, từ thập kỷ 50 đã tranh hùng nhiều phen, tài nghệ tương đương người tám lạng kẻ nửa cân. Những năm đầu thập kỷ 80, khi mà các danh thủ lớn tuổi khác đã rửa tay gác kiếm, thì hai vị lão tướng này vẫn còn chinh chiến, sức cờ chưa hề suy giảm, bảo đao thì vẫn sắc, đạt được nhiều thành tích vô cùng đáng nể. Trong giải đấu tập huấn cờ tướng quốc gia được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối năm 1982, nhì lão đã giao tranh hai ván, ván thứ nhất thì kết quả hòa. Còn trong ván thứ hai này thì Dương lão đã đánh với một cái trình độ rất cao, khai trung dám đánh lộn kịch liệt. Mặc dù kết quả còn chưa biết trước, nhưng mà cờ tướng Nam Mê xin bật mí trước, đó là sát pháp nhập cục trong ván này có thể nói rất hay, hùng tâm không khác gì lão tướng Hoàng Trung ngày xưa, không chịu già nua vẫn còn sắc bén. Trong đó thì Dương được cầm tiên và Vương sẽ phải thủ hậu. Lúc này diễn biến cụ thể sẽ như sau: sau khi Dương gá trung pháo thì Vương nhảy mã, và Dương nhảy mã thì Vương bình pháo, với cái dụng ý rất rõ ràng, đó là Vương Gia Lương chuẩn bị hình thành một cái thế khai quân, người ta thường gọi tên là Tam Bồ Hồ. Mục đích là sẽ xuất động được con xe lộ 1 này, đưa cho nó vào nhập cuộc rất là nhanh. Nếu như Dương tiếp theo không đối phó trước, chắc chắn là cánh trái sẽ bị ứ động, lập tức sẽ bị công kích. Đây là một điều hoàn toàn không cần thiết đối với một kẻ cầm tiên. Cho nên ngay lập tức Dương nhảy mã. Sau khi Vương bình xe thì Dương cũng bình xe, và Vương tấn xe qua hà để tránh lại cái việc là bên đỏ đang còn phục sẵn sau khi bình xe giữ pháo, đó là tấn con pháo này lên để phong tỏa. Rõ ràng cái lợi ích của cái việc mà Tam Bồ Hồ đã không còn nữa, lập tức bên đen sẽ rơi vào cái thế hạ phong ngay. Và Dương ngay lập tức bình pháo để mời đổi xe. Rõ ràng trong cơ này bên đen không thể theo một cái suy nghĩ vô cùng đơn giản, đó là chỉ cần ăn con xe của đối phương, buộc cho con mã này phải thoái về cái vị trí ban đầu, lấy đó làm đắc lợi. Tại vì chúng ta hãy nhìn kỹ lại, con xe này rất vất vả mới có thể tiến lên đây. Thứ nhất là phải bình pháo ra, thứ hai nữa lộ đầu xe trước, rồi thứ ba mới có thể đi một cái nước tưởng chừng như khơi khơi sau một chiêu thức bình pháo vô cùng đơn giản của bên đỏ. Cho nên nếu như đổi xe sẽ tự mình làm đơn giản cái cục thế, mà lúc này người chiếm quyền chủ động vẫn là bên đỏ, tại vì hiệu suất những cái quân chủ lực đi bên đỏ sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn cái lựa chọn trong thực chiến của Vương Gia Lương tới đây, ông đã chọn là bình xe để ăn chốt, tiếp tục đè mã, và Dương tấn xe để giữ pháo, vẫn phục một chiêu thức rất đơn giản mà nhiều người vẫn hay gặp trong thực chiến, đó là pháo 1 sẽ thoái 1 và sau đó vận sang lầu 7 để mà bắt con xe này. Thì ngoài ra trong hình cờ vừa rồi, bên đỏ còn phục một chiêu thức nữa là mã 3 thoái 5 để mà tạo thành cái thế liên hoàn trước. Lúc này vẫn phục một cái chiêu như cũ là pháo 9 sẽ thoái 1. Tại vì con xe này sẽ rất là khó để di chuyển, chắc chắn là không thể đi xe 3 bình 4 được. Lúc này còn lo ngại đến cái biến là pháo này sẽ nổ thẳng vào trung lộ, tại vì lợi dụng vào cái vị trí rất đẹp của con mã quy tâm ở đây. Ngoài ra còn có một cái lợi ích rất lớn nữa, đó là con xe lộ 8 này hoàn toàn dành tay trong cái việc phát triển những cái đường tấn công tiếp theo. Sau khi Vương phi tượng thì lúc này Dương Công Lân thoái pháo 1, vừa đăng phục là bình sang lộ 7 để mà đánh xe. Họ Vương tuần chốt để mà có thể giữ lại toàn vẹn ở đây, thì Dương lập tức dùng xe bình qua để bắt pháo. Thì như đã dự định từ trước, lúc này Vương Gia Lương nhảy mã quỳ, thì Dương không bình pháo để đánh xe ngay, mà ngay lập tức pháo 9 bình 4. Đây là một cái nước đi có ẩn ý rất là sâu xa. Tại vì trong hình cờ này, nếu như trước đó pháo 9 bình 7 đánh xe, rõ ràng là chẳng thu được một cái lợi lộc gì cả, mà chắc chắn là sẽ rước thêm một nguy cơ nữa vào người. Thứ nhất là con xe này có thể tấn 2 để chốc pháo, tạo thành cái sự khó đi. Và thứ hai nữa là con chốt này bất cứ khi nào cũng có thể ngâm một bước nữa vượt sông để mà kiềm chế mã, lúc đó bên đỏ sẽ hoàn toàn bất lợi. Nhưng mà Dương Quân Lân với một cái bản lĩnh rất là tài ba, lúc này pháo 9 bình 4 tưởng chừng như một cái nước đi khơi khơi cực kỳ hiểm ác với cái đòn đang phục sẵn. Nếu như tiếp theo bên đen nhìn không ra, vẫn cứ đi quân theo những khuôn khổ ban đầu, lập tức dùng chốt 7 tấn 1, lúc này sẽ phải trả giá vô cùng đắt bằng cái đòn pháo sẽ tấn 2 để đánh xe. Hầu như ai cũng thấy được cái nước này cả, buộc xe phải thoái lui. Nhưng mà chiêu thức tiếp theo mới thực sự là tuyệt vời, đó là phi tượng lên để mà đánh con xe này. Rõ ràng rất là đau khổ, con xe này chẳng còn một cái lộ nào để đi nữa ngoài cái lộ 6 này. Biết rằng sẽ mất quân nhưng mà không thể không làm như vậy. Lúc này sau khi xe 3 bình 6 thì bên đỏ đầu tiên là dùng pháo để ăn mã, buộc xe phải thoái lui, rồi tiếp tục dùng xe để chém pháo, rất nhẹ nhàng và tình cảm. Thực ra những chiêu thức này đều nằm trong cái bộ là cạm bẫy về khai quân mà chắc chắn là cờ tướng Nam Mê sẽ ra đời về sau này. Mong các bạn sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi kênh nhiều hơn. Cho nên đó cũng chính là lý do tới đây thì Vương Gia Lương bình xe ra, vẫn đang phục một chiêu thức, đó là dùng chốt 3 tấn 1 để mà uy hiếp mã, hoàn toàn không hề đơn giản. Trong thủ vẫn tàng công, trong công vẫn tiềm thủ,
và lúc này thì Dương dùng chốt tấn 1. Mặc dù đang phải đối phó với cái nước là bên Vương Gia Lương phục sẵn là chốt 3 tấn 1 để mở uy hiếp mã, nhưng mà Dương Công Lân không hề thay đổi sắc mặt, lập tức dùng chốt tấn 1 tưởng chừng như là một cái nước đi rất bình thường, có tác dụng là khai quân mã này lên. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn kỹ, nếu như chốt tấn 1 thì chẳng được cái lợi lộc gì, lúc này bên đỏ chắc chắn sẽ nhanh hơn với cái nước mã 3 tấn 4 đang còn chốc đôi ở đây. Thứ nhất là mã đánh xe, thứ hai là pháo đánh mã. Cho dù có giữ con mã này thì cũng không ổn, tại vì quân pháo này chắc chắn là sẽ phải đi về nơi xa. Do đó tới đây thì Vương Gia Lương để hạn chế lại cái nước mà bên đỏ đang còn phục là phi mã lên hà, thì lập tức lúc này mã 3 tấn 4. Thì Dương Quân Lân phi tượng để mà hạn chế nước chốt, và lúc này thì Vương dùng chốt tấn 1, bắt buộc chốt phải ăn qua, rồi sau đó sẽ chín binh bay. Thì đây cũng là một kỹ thuật mà chúng ta rất là hay dùng trong thực chiến, đó là bỏ trước lấy sau. Đầu tiên là đấm chốt lên để cho quân giặc ăn không, và sau đó xuất xe vào cái vị trí này để bắt lại một trong hai chốt và mã. Trong cơ này rõ ràng là bên đỏ chẳng có một cái vị trí nào để mà giữ được quân ở đây cả. Tại vì thứ nhất, nếu như dùng pháo 4 binh 3 hòng giữ được cái lợi là quân chốt qua sông, lúc này thứ nhất là chẳng làm được gì, mà thứ hai lúc này sẽ tạo một cái điều kiện rất tuyệt vời cho bên đen mở rộng cái thế tấn công của mình bằng cái việc là pháo 8 sẽ binh 7 để đánh đôi pháo vào mã. Và từ cái nước đó trở đi thì chắc chắn bên đen sẽ hoàn toàn thoải mái trong cái việc điều những cái quân chủ lực của mình. Vậy thì có phải trong cái cờ này Vương Gia Lương đã đạt được cái mưu đồ của mình, đó là đưa con xe này vào nhập cuộc một cách nhanh nhất? Hoàn toàn không hề đơn giản. Lúc này Dương Quân Lân tần pháo để mà đánh xe, rõ ràng là con xe này chẳng còn một cái vị trí nào để di chuyển ngoài cái việc là phải tần 2. Tại vì nếu như tần 1 để mà kiềm chế mã hoàn toàn không làm được gì, lúc này chỉ tạo điều kiện cho bên đỏ có thể củng cố thêm hệ thống phòng thủ. Đó là sĩ sẽ tấn lên, chắc chắn là con xe này sẽ phải chạy đi một lần nữa. Và tiếp theo thì thoái mã để mà đánh xe là một cái nước diều thủ vô cùng hay. Đây là một cái nước cờ đoạt thế, biểu hiện một công phu vô cùng thâm hậu của lão Ma Kỳ. Quân chốt 3 vượt sông của bên đỏ tự nhiên lại thoát được thân, gây cho bên đen có thể nói những sóng gió vô cùng to lớn mà chúng ta sẽ thấy sau vài nước nữa. Đó là tiếp theo, sau khi bên đen bình xe, lúc này bên đỏ chỉ cần đơn giản dùng chốt bình qua, lúc này vừa có tác dụng là pháo uy hiếp mã. Thứ hai nữa, quân xe mặc dù đang nằm trên đường mã nhưng mà hoàn toàn vô tác dụng. Nếu như dùng xe chém mã lập tức sẽ phải trả giá ngay. Lúc này pháo chỉ cần nổ thẳng vào cho đầu chiều tường, rõ ràng quân xe này cũng đi về nơi xa. Do đó để mà thực hiện được âm mưu bắt mã, lúc này bắt buộc Vương Gia Lương phải tiến hành bổ sĩ trước, làm dày thêm trung lộ. Thì lúc này Dương thoái pháo để mà dùng xe giữ mã, thì Vương nhảy mã lên. Lúc này cái nước này lại là một cái sai lầm chết người nữa, tại vì Dương Quân Lân chỉ cần bình xe để mà chốc mã, sau khi quân mã này tấn lên thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng, tại vì rõ ràng là bên đen vẫn còn hiển lộ một nguy cơ, đó là chỉ cần bên đỏ mã 8 tấn 6 chắc chắn là con xe này sẽ phải quy tiên ngay, không còn một cái lộ nào để đi trên cái đường 3 đầy chông gai này cả. Nhưng mà thực ra nếu như chúng ta nhìn ở một cái góc độ chuyên môn sâu hơn, một cái góc độ xa hơn, thì rõ ràng một cái nước vừa rồi thực sự là một cái đòn bỏ trước lấy sau của Vương Gia Lương mà thôi, rất là kinh điển. Tại vì sau khi Dương Quân Lân dùng mã ăn lên, lúc này lão tướng họ Vương chỉ cần dùng mã để ăn lại mã. Nếu như mã nhảy lên để đánh xe, lập tức dùng xe để chém vào, xe thoái lui rồi tiếp tục dùng xe tấn lên để mà chốc pháo. Rõ ràng quân pháo này cũng chẳng còn biết đi đâu về đâu, tại vì nếu như chạy thì bên đen đang còn phục một chiêu hết sức hiểm ác, nhảy mã ra cái vị trí này chắc chắn là sẽ bắt lại con xe. Rõ ràng lúc đó kẻ bất lợi là ai? Không phải ai khác, lúc này chính là Dương Quân Lân. Do đó tới đây thì lão tướng họ Dương bắt buộc phải tấn xe lên để cho bên đen dùng xe để ăn lại pháo. Lúc này vẫn đang còn phục nước là mã 6 xe tấn 8 để đe ra những chiêu thức như cũ. Cho nên tới đây thì Dương Quân Lân bình xe vào để mà cản mã. Thì Vương Gia Lương lập tức tấn pháo. Tưởng chừng như trong hình cờ này bên đen đã hoàn toàn mở rộng một cái thế tấn công vô cùng tuyệt vời của mình. Tại vì chỉ còn một cách có thể giữ quân sĩ mà thôi, đó là phải đi pháo 5 bình 4. Nhưng mà lập tức bên đen sẽ dùng xe để chém thẳng vào chốt. Lúc này còn đang tranh thủ một cái thời cơ rất rõ ràng, đó là việc chiều tường. Và sau đó chỉ cần đơn giản nữa là nhảy quân mã này đến cái vị trí mong muốn, hoàn toàn có thể hài lòng. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết rằng nếu như cứ mãi đi theo cái dự liệu của đối phương, chẳng khác nào tự mình chui vào hang rọ cả. Cho nên tới đây thì Dương Lão lập tức bình thản dùng pháo nổ lấy trung chốt, quyết tâm một sống một chết. Còn bên đen lúc này mặc dù là đánh được sĩ, nhưng mà đã ứng với một cái câu rất là linh nghiệm: hữu kinh vô hiểm.
dùng xe chém sĩ thì tưởng chỉ cần việc trồi lên mà thôi. Tới đây thì về phía bên đen chẳng có một cái lỗ nào để gọi là chiếu hay giường nữa, bắt buộc phải đối phó với một cái hình cờ sát mà bên đỏ đang còn răng ra, xe sẽ tấn lên đây, cho nên bắt buộc phải xuất tường. Thì lúc này Dương Quân Lân như đã dự tính từ trước, tấn xe lên để mà chốc mã. Rõ ràng đây là một cái nước đi rất hay, tạo cái sự khó đi cho con mã này. Để mà giải phóng nó, lúc này tránh cái việc mất quân, bên đen chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Bình xe vào trung lộ để chiếu, bắt buộc tường phải bình 4. Tại vì nếu như bình 6 thì sẽ bị mất con xe này ngay. Và tiếp theo, nhảy mã để mà trốn chạy. Thì Dương Quân Lân tấn sĩ lên, vừa đăng phục là xe sẽ thoái lui để tiếp tục chóc chết mã. Lúc này bắt buộc quân mã phải thoái 3. Thì lúc này Dương chỉ cần bình xe vào, vừa đăng phục là có mặt tướng ở đằng sau. Lúc này chỉ cần một bước nữa, dùng xe tấn lên để đạp sĩ. Nếu như sĩ có thoái xuống, lập tức bình chốt ra để chiếu sát ngay. Đây thực sự là một đòn rất là hiểm, bắt buộc Vương Gia Lương không còn cái giải pháp nào khác. Thoái pháo về, hy vọng là sẽ tạo thành cái đòn pháo gánh. Lúc này tích cực để phòng thủ, liệu rằng có còn kịp hay là không. Lúc này Dương tiếp tục dùng chốt tấn 1, thì Vương dùng xe để chém tượng. Và đây cũng chính là hình cờ mà tôi đã để sẵn trên trang Facebook của Cửa Tướng Đam Mê để các bạn có thể thử sức một chút. Sau hình cờ này, tới lượt đó đi, nước đi nào là hiểm độc nhất? Và sau đây thì Cửa Tướng Đam Mê xin được đưa ra đáp án như sau. Đó cũng chính là phương án tuyệt sát của Dương Quân Lân. Đầu tiên là dùng xe chém thẳng vào sĩ. Thứ nhất là quân tướng này không thể bỏ mặc mà tấn lên được, tại vì bên đỏ chỉ cần một bước nữa thôi, xe sẽ thoái 1, thì chắc chắn lúc đó bên đen sẽ ra đi ngay. Do đó bắt buộc phải dùng sĩ để chém xe. Thì lúc này Dương tiếp tục dùng chốt tấn 1, rất là tuyệt vời, lợi dụng vào cái việc là quân pháo không thể mặc nhiên bình qua để khử chốt, tại vì lúc này mặc dù là hơn quân nhưng mà hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Và chỉ còn một bước nữa thôi, đó là chốt tấn 1 để sát. Do đó một cái giải pháp duy nhất có thể cứu tường trong hình cờ này của bên đen, đó là phải thoái tượng. Vậy thì tới đây đã có rất là nhiều bạn thể hiện một cái phương án rằng trong hình cờ này bên đỏ hoàn toàn có thể đi chốt bình vào trung lộ để chiều tường. Lúc này chắc chắn là bên đen cũng hoàn toàn không thể đỡ, tại vì một cái phương án duy nhất mà thôi, phải bình vào. Lúc này bên đỏ chỉ cần bình chốt ra để ăn lại, vẫn đang phục là bình chốt vào chiều tường và sát như cũ. Nhưng mà thực ra đây là một cái nước đi sai lầm, tại vì lúc này bên đen còn có một cách rất là hay. Đầu tiên là thoái mã, vừa có tác dụng là đánh xe, cho nên chốt không thể bình vào đâu để mà chiếu cả. Và thứ hai nữa là đang còn phục nước, mã 4 sẽ tấn 5 để tuyệt sát. Do đó chỉ có một cách duy nhất để mà cứu vãn hình cờ này mà thôi, xe sẽ phải thoái 1. Lúc này bên đen sẽ nhân cơ hội đó để mà thoái xe về kỵ hà của đối phương. Vừa đang phục là xe 7 bình 6 để đấu xe ngay, nếu như quân chốt này có bình vào để chiều tường. Cho nên bắt buộc bên đỏ phải thoái pháo 1, thì bên đen lập tức hy sinh quân mã này ngay, tại vì lúc này còn hơn quân, không việc gì phải sợ cả. Dùng mã để chém chốt, rõ ràng là con tướng này không thể tấn hoặc thoái được, cho nên bắt buộc phải dùng xe để khử vào. Lúc này bên đen chỉ cần đơn giản chiều tường, buộc sĩ phải tấn lên rồi tiếp tục thoái xe để diệt chốt. Chắc chắn với cái hình cơ này, ai cũng phải nhìn nhận ra rằng bên đen đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng mà đối với một ma kỳ Dương Quân Lân thì không phải dễ dàng, mà chưa nhìn ra sát cục, không đời nào người ta lại chịu phế xe cả. Lúc này ông chỉ cần một bước nữa, dùng chốt tấn 1 để chiều, buộc tường bình vào rồi tiếp tục tấn xe lên. Tới đây cho dù bên đen có đi bằng cách nào đi nữa thì bên đỏ vẫn tiếp tục xe 4 sẽ bình 5, và sau đó dùng chốt để khử thẳng vào sĩ. Chắc chắn là bên đen chỉ còn buông tay chịu trói mà thôi. Còn cái nước thực chiến tới đây thì Vương Gia Lương thoái mã, vừa đang phục nước sát, thì lập tức Dương bình xe để chiều, sĩ tấn lên rồi tiếp tục dùng chốt ăn vào. Ngay lúc này thì lão tướng Vương Gia Lương mới dừng đánh, buông quân để mà nhận thua. Có thể nói một cái sát cuộc rất là kinh hoàng của Dương Quân Lân, với những cái đòn phế quân tranh đoạt rất là đẹp mắt, khiến người xem vô cùng tán thưởng. Điều thú vị của cái ván cờ này là ở chỗ ngay từ khi giai đoạn khai cuộc đã khiến cho đối thủ vô cùng ngỡ ngàng với một cái đòn đầy ma lực, quỷ quái và oái âm. Đó là mã 3 thoái 2 để mà đánh xe ở lộ 4. Lúc này đã tạo điều kiện cho quân chốt 3 này ung dung bình sang lộ 4, và từ đó tấn lên để mà bức sát tường của đối phương. Điều này cũng dễ hiểu, tại vì không phải ngẫu nhiên mà người ta lại phong tặng cho ông là ma kỳ Dương Quân Lân. Vừa rồi là video đầu tiên về Dương Lão. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu cảm thấy video này hay thì các bạn đừng quên like, đăng ký cũng như là chia sẻ để mọi người có thể biết đến kênh nhiều hơn. Và một lần nữa thì đừng quên ghé qua trang Facebook của kênh để mà tương tác cũng như là giải trước hình cờ và chờ đáp án trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.